Maybe sẽ bài 8 như thế nào đây? Quý vị sẽ theo dõi. Những tràng pháo tay mấy cả người sẽ thích liệu rất nhiều cho bé Maybe. Tiếp mục tiếp theo ngay sau đây. Bài 8. Cảm ơn đại gia đình của Mai Phi đã tạo điều kiện cho bé đến đây. Mặc dù cháu đi học về lúc 4 giờ rưỡi chiều và đã có mặt giờ này tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn những tràng pháo tay tất cả quý vị đã ủng hộ cho Mai Phi. Mai Phi ơi, con có điều gì muốn nói với Nghiệp Tử không? Dạ. Với thầy không? Dạ có. Dạ con xin cảm ơn các tràng pháo tay thân thương của mấy thầy, với sư cô, với Phật tử rất là nhiều. Và con xin chúc với thầy, với sư cô, với Phật tử có một mùa mưa lan thật là vui vẻ và hạnh phúc. Xin cảm ơn. Cảm ơn con.
rất nhiều. Xin chúc con nhiều sức khỏe, học càng giỏi nha. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, con xin cảm ơn các ngày qua mà cô chú đã ủng hộ cho con. Nếu mà có ai thương con tí xíu thì bấm lên YouTube bấm bé Mai Vi. Bé Mai Vi nhiều sản phẩm mới của con. Bé Mai Vi có nhiều sản phẩm mới, kính mong quý bà mẹ ủng hộ cho Mai Vi nha. Một chào pháo tay để tạm biệt Mai Vi. Nhớ đăng ký cho con luôn nha. Rồi, bà tám quá đi, bà tám quá đi. Bây giờ chương trình liên tục sẽ là tiếng hát của ca sĩ Phật tử Hồ Đức Linh.